có chị Phấn với chị biết cái kia tội nghiệp chị lắm, tội nghiệp chị lắm nhà. Dạ con đi chung với chị, dạ thứ tư bây giờ em cũng phải là em nhà nhân phẩm rồi. Dạ không, em nuôi, em có chị em nuôi con. Dạ rồi nhà Dạ, tôi làm cái thiệt. Dạ, dạ. Đi đâu hát show cho tôi đi. Dạ. Mẹ có bằng năng nghĩ lại. Dạ. Con đi ở lại, chú Hà là ở đâu? Con lấy khách sạn, ở sáng đi thuê trường luôn. Dạ. Dạ, lấy sáng 3 giờ sáng để anh em ngủ, họ đi thuê trường luôn. Từ taxi cho tới 7 phút rồi, phải không? Dạ, dạ, biết. Bây giờ 3, 4 giờ sáng giờ đó ai dễ nổ, con hiểu tâm lý. Giờ đó là bây giờ đang xin mấy người ở lại hết các bạn, không mình đi. Con thứ ba, dạ. Dạ. Chị Ly giới thiệu anh Trung đi. Dạ, dạ, ở đây Trung. Chị Ly giới thiệu anh Trung luôn đi. Đây là Trung ở Trung mình ở Nam Quyên. Sẽ có giới thiệu sắp xảy. Sẽ có giàu hàng nào nè. Sao vậy? Dạ vâng, con đi theo Lily ra. Ôi chú chị hai. Lâu rồi không nghề là nó đi. Dạ dạ. Vừa thích Na Uy. I love Na Uy. Dạ. Chị quên đến đây làm thầy. Dạ đúng rồi thưa thầy. Dạ không có duyên là được thầy. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Cá hợp với ăn cá hợp cồn bò cho sao. Hôm qua, qua bên Ái này được mấy lần rồi. Dạ lần đầu tiên hôm qua đó thầy. Dạ. Không nói tình ai chứ mà bên chùa. Dạ đúng rồi, lần đầu tiên nó còn lần đầu tiên qua Iceland luôn, Ireland luôn á. À đây là dạ. Vậy là có ai làm phải có lần từ nay là từ bạn dạ. Không, con nói với lại Trung nè, nói cái nào mà mùa hè hay gì có làm Phật là cực đảng hay là giá thì cũng qua con ở chơi một vài ngày. Dạ, anh qua anh hát cúng dường luôn á Phật. Ta hay còn nhiều nghệ sĩ không? Nghệ sĩ không nhiều lắm. Dạ. Khó nói quá. Nhẹ nhàng quá. Cái nghề nuôi sống của người ta mà nuôi không cúng dường. Không giỡn, anh biết. Nói gì ta mới cười. Họ không nghe. Không nghe đâu nghe. Nghe không quen. Đây, còn theo cái nghề hát này bao lâu rồi? Con thì 27 năm. Sao Như Quỳnh? Dạ. Thời Như Quỳnh nổi chuyện Hoa Sim, lúc đó con còn đang đi làm dạy học. Mình cắt cỏ. Dạ. Trời ơi. Lại quay nữa nha. Không, chị nhớ chị Thanh Tâm không? Dạ. Đệ tử của sư phụ đó. À vậy hả? Dạ. Cô chị Thanh Tâm. Thanh Tâm Vũ Linh á hả? Ờ, ra sân khấu cũng nhiều cách. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cũng có nhiều nghệ sĩ ở Houston. Cali Houston. Dạ. Cali Houston. Nào đâu, nào ở đâu. Như các nước châu Âu, ca sĩ, nghệ sĩ, trai mặt. Châu Âu. Ví dụ là, ngày xưa mà Mỹ thì dễ sống. Dạ. Thôi con thỉnh sư phụ chụp hình với mấy ảnh anh chị lưu niệm xong cho mình. Dạ, cho sư phụ nghỉ. Dạ, dạ, dạ. Con nghỉ đứng đây đi sư phụ, nó rộng luôn. Hướng này nó rộng không? Hướng này rộng luôn sư phụ. Con nghĩ là thầy đứng đây đi, ngồi đây đi. Rồi xong thì con thân. Dạ, dạ. Con đứng đây nó rộng nè. Em to sáng em đứng ngoài. Tôi vô đây em đứng ngoài. Đi cảm ơn sư phụ nhiều. Ok, sao đi ăn tạm. Bởi bụng mẹ, đi. Màu áo ngày xưa.
từ chưa tốt ở đầu môi, lệ ly biệt nhuộm sâu giờ tương hồi. Giây phút này ta hãy nói nhau nghe những kỷ niệm êm đềm của ngày đầu gặp gỡ. Hoài à. Nói tôi mất nghe cái đó lắm. Năm nào cũng có ông chồng nó có hoài. Nghe không vậy? Yeah. Thức nghe được là chiều chiều tôi đã lì xì cho tôi câu đó đi. Vậy lì xì cho mạnh quân nha. Không, cái này không có trống, không có tâm. Gõ cái tiếng đốc đốc cho tôi lên. Nhá thù quản có tâm không? Ông chồng của tôi mẹ nói trong tình mà ông lại có mẹ. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ mình ở lại mình điều chỉnh số nha. Cảm ơn quý vị. À, kính thưa quý vị, mời chị Nga đem cái số lên đây, và để cho quý vị nào còn đi làm đó, thì bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình xổ số. Và sau chương trình xổ số thì chương trình ca nhạc sẽ tiếp tục cho đến khi mà quý vị cảm thấy mệt thì thôi nha. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu xổ số nha. Mời chị Nga cũng như trong cái ban mà xổ số lên sân khấu nha. Sau chương trình xổ số thì chương trình ca nhạc sẽ tiếp tục bắt đầu, và Mạnh Quỳnh cũng như là Lily Như Quỳnh cũng sẽ trở lại qua phòng kế tiếp. Mong rằng tất cả quý vị sẽ ở lại để mà thưởng thức hết cái chương trình văn nghệ mừng xuân Quý Mão năm nay nha. Quý vị vỗ tay cho Mạnh Quỳnh, rất là thông minh, rất là dễ thương và đáng yêu. Hẹn anh kiếp sau ta ngừng thấy nhau. Làm bài hả? Đi đâu gì đâu vậy? Đi đâu vậy? Cái bài gì nữa? Bây giờ muốn để Mạnh Quỳnh solo hay là như ở lại thì với Mạnh Quỳnh? Hát nữa chứ chưa mà. Đừng đem con bỏ chợ. Ok. Ba nhà nhà đánh nát. Ba chịu ơi, ba chịu ơi. Chị em ơi, nói đôi lời nữa hả? Nói gì nữa? Không thể cứng giường. Bây giờ mọi người ơi, quý vị ơi, tiếp đến chùa lúc 5:30 sáng và nấu những phần xôi giò. Tất là tâm huyết của mình, mong rằng tất cả mọi người ủng hộ được không ạ? Một bình này là 15 đồng có 5 hộp trong tay nha. Ủng hộ cho chùa được không ạ? Rồi, xin cảm ơn. Rồi, con đường xem đi. Của năm ca sĩ Mạnh Quỳnh sẽ song ca cùng với nữ ca sĩ Như Quỳnh. Mời tất cả quý vị lắng nghe và cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai nghệ sĩ, hai ca sĩ với dòng nhạc trữ tình. Hello, 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 hello. Cái này là bắt cóc bội dĩa. Mình bây giờ cuối mới biết là có Như Quỳnh, cho nên bây giờ quý vị chờ đợi cũng lâu thôi. Bây giờ hai song Quỳnh ra hát quý vị nghe nha. Rồi chúng ta còn xổ số, rồi chúng ta còn phải ra về. Bên đây là chủ nhật, ngày mai đi làm, phải không quý vị? Chương trình mình thật ra rất là phong phú. Anh chị nghệ sĩ cống hiến từ đầu, từ lúc 1 giờ tới bây giờ là 4 giờ rồi, 3 tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta không có ngơi nghỉ nào hết. Bây giờ quý vị nào muốn nghe nhạc thì nghe, và muốn ăn thì ra ngoài phục vụ mấy gian hàng ở bên ngoài để mua những món ăn để cúng dường. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ trong lúc chờ Như Quỳnh dậm phấn
xong chưa? Một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Nhất Quyền. Lại tiếp tục tra tấn với quý vị, nhưng mà lần này rất là vui luôn, bởi vì có một người bạn mà mình rất là ganh tị, bởi vì vừa trẻ vừa đẹp trai, cho nên là bây giờ đứng thì hát không có xứng nữa, tại vì càng ngày càng trẻ, còn càng già thì càng căng. Đâu sao đâu, đứng mấy chục năm rồi có gì đâu. Phải nói là Quỳnh, Mạnh Quỳnh rất là trẻ phải không ạ? Như nói đâu có sai đâu, bởi vì khi mà mình tụi này nói chuyện với nhau là Như hay xưng là Như. Chứ nếu mà hai đứa mà nói Quỳnh như Quỳnh không biết ai nói chuyện với ai. Cái vị đến đi quay Thiên Nga là mỗi lần kêu Quỳnh, hai đứa quay cùng lúc. Mình tên luôn. Rồi bây giờ mình nói mình sẽ xong ca bài gì. Ok, bây giờ như vậy trong cái không khí nó vui tươi như thế này, mình hát một cái bài tươi vui chút xíu, thể điệu mê chơi cho nó. Ok.